Bàn chân vừa rồi có lẽ đúng là của một thiếu niên, nhưng lại không phải. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Các bạn thí sinh của chúng ta hãy cố gắng tìm ra một ẩn số gồm có 7 chữ cái và 4 từ hàng ngang gợi ý đã rõ rồi. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Quang Minh. Em chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 7 chữ cái. Những chữ thiêng liêng nào được nhắc đến trong đoạn thơ sau? Đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Việt Nam là câu trả lời của Quang Minh, Duy Minh, Huyền Diệu. Yến Nhi lựa chọn là quê hương. Việt Nam, đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Xin chúc mừng Quang Minh, Duy Minh và Huyền Diệu, mỗi bạn đã có thêm điểm. Rất nhanh chóng, xin mời Quang Minh. Em biết có thể hơi vội vàng nhưng mà em đoán chướng ngại vật là kim đồng ạ. Bạn nói rằng là bạn hơi vội vàng, còn chúng tôi nói rằng bạn quá vội vàng. Khi mà mới chỉ có một từ hàng ngang thôi mà bạn đã đưa ra câu trả lời là kim đồng. Vì sao lại là câu trả lời này ạ? Thì kim đồng là một đội viên rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Và góc hình ảnh vừa rồi thì em có nhìn thấy một đôi chân, có lẽ là một của một thiếu niên. Thì em đoán đó là kim đồng. Bàn chân vừa rồi có lẽ đúng là của một thiếu niên, nhưng lại không phải của kim đồng. Và chúng tôi tiếp tục được lắng nghe một tiếng chuông nữa. Và đó chính là Duy Minh. Dạ thưa anh chị, câu trả lời của em là Vo Vi Nam. Vì sao lại là Vo Vi Nam? Dạ em nghĩ là Vo Vi Nam là võ của Việt Nam nước ta. Và em thấy là cái chân đó có mang một cái quần màu xanh là võ phục, màu của võ phục Vo Vi Nam. Nếu mà lần này Duy Minh trả lời chính xác thì Duy Minh cũng có thể cảm ơn Quang Minh một chút đúng không ạ? Vì đã đưa ra một phương án loại trừ rồi. Bạn đã bao giờ tập võ chưa? Dạ, hồi lớp 3 em có tập karate. Và sau cuộc thi này phải về tập Vo Vi Nam nhá. Xin chúc mừng Duy Minh! Và đúng như từ khóa của chúng ta đó chính là Vo Vi Nam, tên gọi quốc tế hóa của võ Việt Nam hay là Việt võ đạo. Đây là một môn võ, một môn thể thao được cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập. Và đúng như bạn Minh đã có thể thấy rằng là võ phục màu xanh lam của Vo Vi Nam như chúng ta có thấy trên hình ảnh vật chướng ngại vật. Vâng, và Vo Vi Nam là sự kết tinh, sự gặp gỡ của những tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam và những tinh hoa của võ cổ truyền của một số nước khác trên thế giới. 85 năm qua thì Vo Vi Nam đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của võ thuật, thể thao và văn hóa Việt Nam. Và hiện môn võ này có mặt ở khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu với hơn 1 triệu võ sinh. Và một trong số 1 triệu võ sinh đó là Khánh Vy. Và người có võ nhất trong số 4 người trong phần thi vừa rồi đó chính là Duy Minh, bạn đang tạm thời dẫn đầu với số điểm 115. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng xem 3 bạn thí sinh còn lại đang sở hữu những số điểm thế nào. 20 là điểm số của Yến Nhi, Quang Minh có 30 điểm, 45 là điểm số của Huyền Diệu và dẫn đầu với 115 điểm là Duy Minh. Em cảm thấy khá là hài lòng phần thi của mình, nhưng tuy nhiên thì em cảm thấy hơi tiếc bởi vì em cũng đang chướng ngại vật ngày đầu tiên. Lúc đó là em đã có đáp án cho mình rồi và em chưa chắc chắn lắm về đáp án của mình, nhưng mà khi thấy đáp án của bạn chưa chính xác thì em đã tự tin hơn. Có thể là em hồi hộp quá nên là em nhìn không ra. Em thấy khá là tiếc vì em đã quá là vội vàng. Giờ phần còn lại thì em chỉ biết là sẽ cố gắng hết sức. Tận dụng được những cơ hội để ghi được thêm nhiều điểm số hơn.